Các bạn đang nghe truyện quỷ xá trên kênh TV Audio CV. Chương 491, mất bò mới lo làm chuồng, lên lầu. Nghe Ninh Thu Thủy nói vậy, hai người kia cũng không phản đối. Đây không phải lần đầu tiên họ, hợp tác, dù lần trước trong huyết môn, Văn Tuyết xuất hiện với tư cách đối thủ của họ. Giữa bọn họ, ít nhiều cũng có chút hiểu biết lẫn nhau. Ăn sáng xong, ba người lập tức đi về phía cổng tòa nhà. Đến trước cửa kính lớn, Ba người liền nhìn thấy Đường Hữu Xuân đang quỳ trên mặt đất. Ông ta quay mặt về phía cổng chính, hai chân quỳ gối, mông đặt trên gót chân. Nhìn thấy dáng vẻ bất động của ông ta, ba người đều cảm thấy rợn người. "Này, Đường Hữu Xuân!" Văn Tuyết gọi to về phía Đường Hữu Xuân, nhưng ông ta không có bất kỳ phản ứng nào. Thật ra, trong lòng ba người đều hiểu rõ, sáng nay Đường Hữu Xuân không hề xuất hiện ở ký túc xá, cũng không xuất hiện ở nhà ăn rõ ràng đã gặp chuyện không may. Tuy nhiên, dù vậy, ba người cũng không dám lơ là, ai biết được đường hữu xuân đang quỳ trước mặt, rốt cuộc là một cổ thi thể, hay là thứ gì khác, họ đi vòng ra phía trước đường hữu xuân, hít một ngụm khí lạnh, quỳ trước mặt bọn họ, là một tấm da người, ông ta vẫn mặc nguyên quần áo, nhưng hai mắt trống rỗng, hốc mắt đen ngòm như mực, biểu cảm kỳ quái, như cười như khóc, khiến người ta không khỏi trùng mình không biết là trùng hợp hay vì lý do gì khác sau khi tấm da người đối mặt với ba người bỗng nhiên mềm nhũng đổ sụp xuống đất ninh thu thủy và bạch tiêu tiêu trao đổi ánh mắt sau khi xác nhận tấm da người không có vấn đề gì mới tiến lên phía trước cởi bỏ quần áo trên người nó trên mặt đất không có máu quần áo cũng không có dấu vết bị mặc lại chỉ có phần lưng và một phần ngực bụng của tấm da người bị thiếu hụt kỳ lạ tại sao lại thiếu một phần lưng bạch tiêu tiêu lẩm bẩm sau đó cơ thể hơi rung lên, chẳng lẽ, ánh mắt nàng chuyển sang ninh thu thủy. Hắn đang ngồi sổn trên mặt đất, vừa kiểm tra vừa đáp, không sai, bức tranh da dê kia chính là được vẽ trên da người. Thật khó tưởng tượng, đằng sau công ty này, rốt cuộc đang tiếp đãi những khách hàng, như thế nào, lột da một người, dùng da của họ làm giấy vẽ, vẽ ra hình dạng không có lưng của họ, thật sự là một lũ, biến thái, ba người đều không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là loại người biến thái như thế nào mới có thể đặt hàng những thứ như vậy, đi thôi, chúng ta lên tầng 9 xem sao Ninh Thu Thủy ném quần áo lên người đường Hữu Xuân Hắn biết, không lâu nữa, cả da người và quần áo của đường Hữu Xuân sẽ biến mất Nghe nói muốn lên tầng 9, Văn Tuyết có chút sợ hãi Anh lên tầng 9 làm gì? Muốn chết à, anh quên hai người kia chết như thế nào rồi sao? họ đều chết vì đôi giày cao gót màu đỏ đó Ninh Thu Thủy nói, hai người ở lại tiếp tục sửa, bãi nhốt cừu, đi. Tôi đi một lát sẽ quay lại. Nghe vậy, Bạch Tiêu Tiêu quay sang nhìn Văn Tuyết, vậy cô ở lại đây nhé, chúng tôi đi một lát sẽ quay lại. Văn Tuyết trợn mắt. Được rồi, tôi biết rồi, hai người các người là cùng một dục mà. Thế này đi, hai người lên đó trước, chậm nhất nửa tiếng, nếu hai người không quay lại, tôi sẽ đi tìm tiền khả nhi và đàm trì hương cố gắng thuyết phục họ đi tìm hai người tuy bây giờ họ rất ghét tôi nhưng vì mạng sống tôi nghĩ họ sẽ không từ chối đâu hai người gật đầu đồng ý sau đó chia nhau hành động ninh thu thủy và bạch tiêu tiêu vừa đi lên lầu vừa trò chuyện văn tuyết kia không thật lòng đâu bạch tiêu tiêu nhướng mày sao anh biết ninh thu thủy trước đó chúng ta không phải đang nói chuyện về tiền khả nhi sao cô ta rõ ràng là một tay lão luyện hơn nữa cũng không hề ngu ngốc tuy đôi khi hành động theo cảm tính nhưng lý ra sẽ không bị động như vậy càng nghĩ tôi càng thấy kỳ lạ cuối cùng chỉ có thể đổ hết lên đầu văn tuyết bạch tiêu tiêu ánh mắt khẽ động ý anh là cô ta đã tiết lộ thông tin cho hai người kia nhưng phần lớn thời gian cô ta đều ở cùng chúng ta trừ ninh thu thủy chính là lúc cô ta đi vệ sinh hôm qua thời gian đó đủ để cô ta làm việc đó hơn nữa lúc đó cô ta cũng biết rõ ràng chúng ta đều đã biết chuyện bạch tiêu tiêu trầm ngâm suy nghĩ sắc mặt dần trở nên u ám cô ta vốn là kẻ ích kỷ sẽ không vô duyên vô cớ tiết lộ nhiều thông tin như vậy vậy nên cô ta và hai người kia chắc chắn có quen biết từ trước hơn nữa văn tuyết rất có thể đã bị họ uy hiếp nên mới phải thỏa hiệp bạch tiêu tiêu tiếp xúc với văn tuyết nhiều hơn ninh thu thủy nên nàng hiểu rõ tính cách của cô ta hơn sau một hồi suy tư Nàng nói, Văn Tuyết sẽ không đắc tội với thế lực quân đội, cũng chưa từng đắc tội, phe cánh của cô ta rất bí mật, có vết xe đổ của Trần Trạch Trưng, những phe cánh đó đều rất kín tiếng, khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là, La Sinh Môn. Nhưng có một điều tôi không hiểu, nếu Tiền Khả Nhi và Đàm Trì Hương có thể lấy được thông tin từ Văn Tuyết, tại sao họ lại bị động như vậy, tại sao không nhân cơ hội này tự mình đi tìm đường sống, tự mình tìm kiếm manh mối chẳng phải sẽ tốt hơn sao, Ninh Thu Thủy cười nhạt. Chắc chắn họ đã làm điều gì đó mà chúng ta không biết. Hai người phụ nữ đó nhất định còn có mục đích khác. Bây giờ chỉ cần nhắc đến La Sinh Môn, tôi lại thấy đau đầu. Đang nói chuyện, bọn họ đã đi tới tầng 7, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói mê hoặc của một người phụ nữ. Anh ấy sẽ tự mình hôn lên môi em, vuốt ve bộ ngực của em. Anh ấy sẽ cảm nhận trái tim đang đập của em. Anh ấy sẽ vẽ lên người em những giai điệu, giọng nói có phần âm u, quỷ dị. Hai người dừng bước, lặng lẽ lắng nghe, da gà nổi đầy người. Trong đầu hai người đều hiện lên một hình ảnh đáng sợ, nữ quỷ đang ngồi trong phòng vẽ, dùng bút chấm máu của đường hữu xuân, vẽ lên tấm da người của ông ta, phát họa lại hình ảnh mơ hồ của thi thể ông ta, đang lúc ngẩn người, Ninh Thu Thủy bỗng nhiên nhìn thấy trong góc tối của hành lang, một đôi giày cao gót đỏ như máu, cách bọn họ không đến 3 mét, não hắn như muốn nổ tung. Chạy mau, Ninh Thu Thủy kéo tay Bạch Tiêu Tiêu, chạy thục mạng về phía cầu thang. Ngay khi bọn họ vừa chạy đi, một người phụ nữ mặc váy trắng toát, làn da trắng bệch xuất hiện ở đầu cầu thang. Nó bước tới, xỏ đôi giày cao gót màu đỏ vào chân, sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về hướng Ninh Thu Thủy biến mất bằng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, các người chạy không thoát đâu, nó lẩm bẩm, khóe miệng bỗng nhiên xẻ rộng, lộ ra nụ cười rợn người. Tôi nhất định sẽ vẽ ra được những bức họa mà khách hàng yêu thích, hai người một đường đi lên, mãi đến khi qua tầng 8, tiếng hát gây rợn bên dưới mới dần dần nhỏ đi. Xem ra con quỷ trong tòa nhà này hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để có thể lộng hành vào ban ngày. Bạch Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía hành lang tối om, vẫn còn chút sợ hãi. Vừa rồi họ quá mải mê với tiếng hát của nữ quỷ, suýt chút nữa đã bỏ qua đôi giày cao gót màu đỏ kia. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa giọng ninh thu thủy nghiêm túc viết môn này tuy cho thời gian là năm ngày nhưng với số người hiện tại của chúng ta e là rất khó cầm cự đến đêm thứ tư bạch tiêu tiêu nói với tiến độ xây tường hiện tại cho dù không có tiền khả nhi và đàm trì hương giúp đỡ ngày mai cũng xong rồi chỉ cần có thể vượt qua đêm nay nói rồi họ đã đến tầng chín tòa nhà này có một hiện tượng rất kỳ lạ đó là càng lên cao càng cũ nát đến tầng chín cách trang trí hành lang rõ ràng trở nên sơ sài hơn rất nhiều một số bức tường trắng thậm chí còn xuất hiện những mảng nấm mốc xanh đen do ẩm ướt. Bước vào tầng 9, tiếng ma sát kỳ quái mà họ dự đoán không hề xuất hiện, ngược lại là một sự yên tĩnh đến rợn người. Sự yên tĩnh này khiến người ta bất an. Tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang. Họ đi dọc theo hành lang bên trái, tất cả các căn phòng đều không có bất kỳ biển hiệu nào, bên trong chất đầy vật liệu đá, cho đến khi đi đến khu vực lộn xộn bên phải mới có chỗ gọn gàng hơn một chút cái gọi là khu vực giao dịch đồ cổ lại là những văn phòng lớn nhỏ khác nhau vừa bước vào đây hai người lập tức cảm nhận được một luồng khí u ám khó tả họ tiến sát lại gần nhau cảnh giác quan sát xung quanh tìm kiếm tượng phật nhưng điều kỳ lạ là họ đã đi gần hết một vòng nhưng vẫn không tìm thấy cái gọi là tượng phật lướt mắt nhìn xung quanh ninh thu thủy bước vào một hành lang hình chữ l trong khu vực giao dịch nhìn thấy một văn phòng không mấy bắt mắt ở góc trong cùng Bên ngoài văn phòng, có một ngọn đèn đỏ leo lét sáng, khiến đầu hành lang này trở nên rùng rợn. Khi hai người đến gần văn phòng, liền nghe thấy tiếng ma sát rất nhỏ phát ra từ bên trong. Nhưng tiếng ma sát này khác với âm thanh mà họ nghe thấy vào ban đêm, giống như là tiếng thịt bị nghiền nát. Hai người cầm quỷ khí, nắm chặt tay nhau, sau đó Ninh Thu Thủy đưa tay đặt lên cánh cửa lạnh lẽo, đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến da đầu hai người tê dại. Căn phòng bừa bộn, tràn ngập mùi máu tanh và mùi hôi thối nồng nặc. Là mùi của thịt thối rửa. Căn phòng này trông giống như một xưởng chế tác đá, nhưng sàn nhà lại loang lổ vết máu màu nâu sẫm, nhiều nơi còn có dòi bỏ lúc nhúc. Một thi thể không đầu đang ôm một tượng Phật, đứng thẳng người với tư thế kỳ quái, đối diện với cửa ra vào. Nụ cười hiền từ của tượng Phật, kết hợp với khuôn mặt bê bết máu của thi thể không đầu, tạo nên một cảnh tượng rợn người, về phần thi thể đang ôm tượng Phật, Tuy Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu không quen biết, nhưng bộ quần áo trên người hắn lại rất quen thuộc, chính là người đàn ông bị mài đầu trước đó, Vạn Thủ Tuyền, không biết vì sao, đứng ở cửa ra vào, hai người luôn có cảm giác như thi thể kia và tượng Phật trong tay đã hòa làm một. Đối mặt với tượng Phật hồi lâu, thấy nó không có động tĩnh gì, Ninh Thu Thủy thận trọng bước vào phòng. "Tiêu Tiêu, giúp tôi canh chừng nó." Ninh Thu Thủy nói với Bạch Tiêu Tiêu. Nàng gật đầu, Đứng cách tượng Phật một khoảng cách an toàn, tay cầm quỷ khí, cảnh giác quan sát. Ninh Thu Thủy bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng. Trên bàn làm việc bên tay trái thi thể, trong vũng máu khô loang lỗ, có một cuốn sổ ghi chép. Ninh Thu Thủy mở ra xem, phát hiện bên trong ghi lại cách chế tác tượng Phật hoàng mỹ, với nét chữ nguyệt ngoạt. Bên trên còn có một số hình vẽ nguyệt ngoạt, chữ viết lộn xộn, rất nhiều chỗ bị gạch xóa. Ninh Thu Thủy càng xem càng kinh hãi. Cuốn sổ này, gần như đã ghi lại quá trình, tha hóa, của chủ nhân nó. Ban đầu, để tạo ra tượng Phật mà, khách hàng, yêu cầu, hắn ta đã sử dụng đủ loại đá quý để chế tác, nhưng cho dù như thế nào, khách hàng, cũng không hài lòng, điều này đã gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho hắn ta. Để tạo ra tượng Phật hoàn mỹ hơn, hắn ta bắt đầu bỏ bê ăn uống, dùng hết tâm sức vào việc chế tác tượng Phật. Ban đầu, hắn ta nghi ngờ kỹ thuật của mình có vấn đề, nhưng sau đó, hắn ta dần dần phát hiện ra, lý do khách hàng không hài lòng với tượng Phật mà hắn ta chế tác, không phải vì kỹ thuật của hắn ta không đủ, mà là vì tượng Phật không đủ hoàng mỹ. Hắn ta bắt đầu thử nghiệm tất cả các loại vật liệu, gần như là phát điên. Tuy nhiên, tác phẩm của hắn ta vẫn bị trả lại hết lần này đến lần khác. Áp lực khủng khiếp từ khách hàng đã khiến tinh thần hắn ta xuất hiện vấn đề hắn ta bắt đầu dựa vào thuốc men để giữ cho bản thân tỉnh táo mà loại thuốc hắn ta sử dụng chính là thuốc an thần do quản lý nghiêm cung cấp ninh thu thủy kéo ngăn kéo màu trắng dưới cuốn sổ phát hiện bên trong chất đầy ống tim mùi thuốc nồng nặc hòa quyện với mùi hôi thối xung quanh tạo nên một mùi vô cùng khó chịu đóng ngăn kéo lại ninh thu thủy tiếp tục lật dở cuốn sổ trong quá trình lựa chọn vật liệu cho tượng phật sau này hắn ta trong lúc mất trí, đã tìm đến quản lý nghiêm, yêu cầu ông ta cung cấp một số đầu lâu khỉ. Tuy nhiên, lúc này hắn ta dường như vẫn còn chút lý trí, hắn ta đã kẹp vào giữa những dòng chữ nguyệt hoặc một số dấu hỏi, tôi cảm thấy mình như đang đi vào con đường không lối thoát, tôi thực sự đang làm tác phẩm nghệ thuật sao? Hình như có gì đó không đúng, tôi muốn dừng lại, suy nghĩ kỹ lại xem thời gian qua mình đã làm những gì, nhưng khách hàng cứ dục giả tôi, đầu tôi đau quá có lẽ tôi đẳng dòng chữ viết này rất lộn xộn giống như suy nghĩ hỗn loạn của hắn ta lúc bấy giờ đọc đến đây ninh thu thủy cảm thấy có gì đó không ổn rốt cuộc khách hàng trong miệng quản lý nghiêm muốn tượng phật kiểu gì đọc đến đây nhật ký của thành bang chỉ còn lại một phần mỏng tiếp tục lật dở ninh thu thủy cảm thấy một sự kinh hãi khó tả khác với những ghi chép trước đó về kỹ thuật điêu khắc và lựa chọn vật liệu từ đây trở đi nét chữ của thành bang toát lên vẻ quỷ dị khó hiểu hắn ta không còn theo đuổi kỹ thuật nữa mà bắt đầu điên cuồng tìm kiếm phân tích đầu lâu khỉ một cách điên dại chửi bới trút giận ở trang sau còn có một vài giọt máu đã khô không biết từ đâu ra đến trang cuối cùng của cuốn sổ thành bang để lại lời chửi rủa cuối cùng tôi đã tìm thấy vật liệu hoàn hảo cho tượng phật rồi ha 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 tôi là nhà điêu khắc giỏi nhất ở đây vậy thì đầu của tôi Chẳng phải là vật liệu hoàn hảo nhất sao? Hôm nay tôi định đi tìm quản lý, nhưng văn phòng của ông ta đóng cửa, đều tại tên khốn kiếp ở tầng 3, sao hắn ta có thể từ chối yêu cầu của khách hàng, còn tự ý bỏ trốn, hại tất cả chúng ta đều vạ lây. Dù sao đi nữa, tôi nhất định phải hoàn thành công việc của mình, trước tiên phải nói ý tưởng này cho khách hàng đã, ngài ấy nhất định sẽ rất bất ngờ, rất tán thưởng tôi, à đúng rồi, tôi nhớ ra lúc trước khi nói chuyện hình như thấy quản lý để một chiếc chìa khóa văn phòng dự bị ở khung cửa sổ phòng nào đó trên tầng 2 thì phải. Tối nay tôi phải đến đó xem sao, nhìn thấy dòng chữ này, ánh mắt ninh thu thủy đầu tiên là sáng lên, sau đó bỗng nghe thấy tiếng bạch tiêu tiêu hốt hoảng, thu thủy. Tượng Phật động rồi, hắn vội vàng quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, tượng Phật với bảy lỗ máu đang chảy ròng ròng kia đã quay mặt sang, nhìn chầm chầm vào hắn, nụ cười vốn đã quỷ dị trên mặt nó, giờ phút này càng trở nên rợn người. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ bảy lỗ, lớp sơn vàng bên ngoài tượng Phật dần chuyển sang màu đỏ, biểu cảm càng thêm méo mó, dữ tợn, chỉ trong một hơi thở, tượng Phật bỗng há miệng, lộ ra bên trong là thịt nát, tóc tai, và cả, những chiếc răng sắc nhọn như lưỡi cưa, cùng lúc đó, thi thể vạn thủ tuyền cũng bắt đầu vặn vẹo. Kết, kết, bộ xương khô của thi thể vạn thủ tuyền như cổ máy bỏ hoang đã lâu, Mỗi lần cử động đều phát ra tiếng ba sát rợn người, cơ thể như bị gãy từng khúc, di chuyển về phía ninh thu thủy như một con rối, ninh thu thủy vội vàng lùi lại, cùng bạch tiêu tiêu chạy về phía cửa ra vào, rầm, một luồng âm phong kỳ quái thổi qua, cánh cửa trước mặt họ đột nhiên đóng sầm lại, không chút do dự, bạch tiêu tiêu chạy phía trước lập tức rút ra một cây kim theo buộc chỉ đỏ, phi thẳng về phía cánh cửa. Cây kim bay vung vút, ghim chặt vào cánh cửa. Hiển hách một tràng cười quái dị như từ trên trời vọng xuống, dường như đã hóa giải đi sức mạnh quỷ dị trên cánh cửa. Bạch Tiêu Tiêu lập tức đạp một cước, đá tung cánh cửa. "Đi mau!" Bạch Tiêu Tiêu hét lớn, sau đó dẫn đầu lao ra khỏi phòng. Hai người chạy như bay trên hành lang tầng chín, phía trước vang lên những âm thanh kỳ quái, như có thứ gì đang lăn lộn. Tùng ục cục, tùng ục ục, hành lang vốn tĩnh mịch, lúc này bị âm thanh khủng khiếp kia lấp đầy. Ngay sau đó, từng cái đầu phật từ các căn phòng lăn ra kéo theo vệt máu đỏ tươi những cái đầu phật này tất cả đều là do thành bang chế tác chỉ là chưa hoàn chỉnh mà thôi chích chích từ trong miệng những cái đầu phật phát ra tiếng kêu gào the thế đầy oán hận của những con khỉ thu thủy đường phía trước bị chặn rồi bạch tiêu tiêu lo lắng nói ninh thu thủy quay đầu nhìn lại thấy thi thể vạn thủ tuyền đã thích ứng được với cơ thể thậm chí còn đặt tượng phật lên người mình Bò trên mặt đất như một con thú dữ, tốc độ cực nhanh, xông lên, Ninh Thu Thủy bắt lấy cánh tay của Bạch Tiêu Tiêu, móc ra một tờ bệnh án, đột nhiên ném về phía trước, tuy nhiên, tờ bệnh án không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho những cái đầu Phật làm bằng đầu lâu khỉ kia, mà nhẹ nhàng bay đến một bức tường, sau đó, trên bức tường hiện lên ánh sáng trắng, một cánh cửa gỗ cổ kỹ xuất hiện trước mặt hai người, trên cánh cửa có ghi ba chữ số 210, nhìn thấy cánh cửa quen thuộc này, Đinh Thu Thủy không chút do dự đẩy cửa bước vào. Phía sau, những cái đầu Phật gầm gừ giận dữ, vạn thủ tuyền như con nhện lao về phía hai người, cái miệng đầy máu của tượng Phật há to, những sợi tóc đen bên trong như rắn độc, lao ra cuốn lấy hai người, nhưng đã muộn rồi. Hai người vừa bước vào cửa, cánh cửa đó, liền biến mất. Bước vào phòng 210, Ninh Thu Thủy nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang đứng trong phòng. Vương Phương Cô ta nhìn Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu bằng ánh mắt vô cảm, miệng lắp bắp, sao anh ta lại hại tôi, tôi rốt cuộc là ai, cảm ơn hai người. Ninh Thu Thủy bước đến trước mặt Vương Phương, người đang tái nhợt vì sợ hãi, nói, "Vương Phương, cô có thể đưa chúng tôi lên lầu trên được không?" Ánh mắt vô hồn của Vương Phương dần dần có tiêu điểm, sau đó cô ta chỉ tay về phía cánh cửa. Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu nhìn theo, phát hiện cánh cửa đang mở, phía sau là sảnh chính tầng 1 cảm ơn, Ninh Thu Thủy nhìn Vương Phương với vẻ mặt biết ơn, sau đó cùng Bạch Tiêu Tiêu rời khỏi phòng 210. Cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, họ đã xuất hiện tại sảnh chính tầng 1 của tòa nhà. Tiếng gào thét của những cái đầu Phật, tiếng ma sát kỳ quái kia, tất cả đều biến mất. Quay trở lại tầng 1, hai người cuối cùng cũng được thở vào nhẹ nhõm, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực dần dần trở lại bình thường. Tầng 9, quả thực quá nguy hiểm, Bạch Tiêu Tiêu vẫn còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Ban đầu nàng tưởng rằng nữ quỷ ở tầng 7 đã rất đáng sợ, không ngờ tượng Phật ở tầng 9 còn đáng sợ hơn. Nếu không phải quỷ khí của Ninh Thu Thủy Thiên về đối kháng với quỷ vật, e rằng bọn họ khó lòng thoát khỏi tầng 9 an toàn, đúng là nguy hiểm, nhưng ít nhất chúng ta cũng có được một manh mối quan trọng, Ninh Thu Thủy nheo mắt. Đi thôi, trước tiên đi xây tường đã, đợi bên trên yên tĩnh một chút rồi tính chuyện chìa khóa văn phòng của quản lý nghiêm sau, Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Cùng Ninh Thu Thủy trở lại nơi làm việc. Ở đây chỉ có Văn Tuyết đang cặm cụi xây tường, đầu đầy mồ hôi, vừa làm vừa lẩm bẩm chửi rủa Tiền Khả Nhi và Đàm Trì Hương, xem ra oán niệm rất sâu. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Văn Tuyết quay đầu lại, thấy Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu đã trở về, liền đặt dụng cụ xuống, lau mồ hôi trên trán, kinh ngạc hỏi, sao hai người quay lại nhanh vậy, thế nào, có phát hiện gì hữu ích không? Ninh Thu Thủy gật đầu, đi tới bên cạnh, cũng bắt đầu xây tường. Trong lúc đó, hắn kể lại những gì mình đã phát hiện. Đến gần trưa, khi sắp đến giờ ăn trưa, Văn Tuyết lại đi vệ sinh. Sau khi cô ta đi khỏi, Bạch Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày, nói với Ninh Thu Thủy, Thu Thủy, có lẽ anh không nên nói chuyện này cho cô ta biết. Ninh Thu Thủy lắc đầu. Chính là cố tình nói cho cô ta biết đấy. Chiếc quan tài gỗ liêm trên tầng 2 đã nuốt chửng hai, con cừu, ngay ngày đầu tiên, Tôi đoán mức độ nguy hiểm của tầng đó chỉ có hơn chứ không kém so với tầng 7 và tầng 9. Có người thăm dò đường cho chúng ta còn hơn là chúng ta tự mình mò mẫm, Văn Tuyết lần này rời đi rất lâu, đã hơn 20 phút mà vẫn chưa thấy cô ta quay lại, Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu đều cảm thấy kinh ngạc. Bạch Tiêu Tiêu hơi lo lắng. Liệu cô ta có gặp chuyện gì không? Đối với việc dẫn Văn Tuyết vượt qua cánh cửa kia, Bạch Tiêu Tiêu chỉ đơn thuần là thực hiện lời hứa của mình nhưng nếu trong quá trình này văn tuyết làm ra chuyện gì quá phận uy hiếp đến tính mạng của bọn họ thì cái gọi là quan hệ đồng đội kia sẽ tan vỡ trong nháy mắt điều bạch tiêu tiêu thực sự lo lắng chính là sau khi bị quỷ giết chết văn tuyết sẽ tiến hóa thành một con quỷ càng thêm đáng sợ chắc là không sao đâu ninh thu thủy nhìn về hướng văn tuyết rời đi ánh mắt lóe sáng phạm vi hoạt động của đám quỷ trên lầu bị hạn chế vào ban ngày còn về cái bẫy trong quan tài ở tầng 2, Văn Tuyết đã từng cùng chúng ta vượt qua cái bẫy ở ngã tư chữ T, trong lòng cô ta hẳn là có tính toán. Không lý nào lại đi thông báo lâu như vậy, có lẽ cô ta còn ý đồ khác, chỉ là không biết rốt cuộc là muốn làm gì, từng trải qua chuyện ở bên trong thế giới huyết môn, người ngẩng đầu, bọn họ đều có ấn tượng sâu sắc về sự nham hiểm của Văn Tuyết, lúc này đều âm thầm đề phòng cô ta đột nhiên phản bội, bắt bọn họ làm vật hy sinh. Tầng 1, phòng 103 Tiền Khả Nhi ngồi xổm trước mặt Đàm Trì Hương, vừa vuốt tóc cô ta vừa dịu dàng an ủi. Đàm Trì Hương vẫn đeo mặt nạ, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ta cũng có thể đoán được vừa rồi đã khóc một trận ra trò. Hai tay họ nắm chặt lấy nhau. Trì Hương, không sao đâu, vừa rồi Văn Tuyết đã nói cho tôi biết tin tức quan trọng rồi, hiện tại, chỉ cần tôi lấy được chìa khóa tầng 12, sau đó tìm thấy văn phòng của quản lý nghiêm, nhất định sẽ tìm thấy, ngọn nến, chỉ cần có, ngọn nến, tối nay chúng ta sẽ vượt qua an toàn đến ngày mai chúng ta sẽ sửa nốt phần bãi nhốt cừu còn lại là được vừa rồi tôi ra ngoài xem thử rồi công việc tu sửa của họ sắp hoàn thành rồi phần còn lại không nhiều lắm chờ đến ngày mai chúng ta sửa xong khe hở cuối cùng xe buýt sẽ đến đón chúng ta về nhà đàm trì hương ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tiền khả nhi cực đầu thật mạnh Ừm, nhưng rất nhanh sau đó trong mắt cô ta lại lộ vẻ lo lắng nhưng mà khả nhi trước đó chúng ta đã đến xem cửa chính rồi, cánh cửa đó đã bị quản lý nghiêm khóa chặt, nếu chúng ta sửa xong tường mà không mở được cửa, đám quỷ trên lầu nổi loạn thì phải làm sao, ánh mắt tiền khả nhi lóe lên tia sắc bén, khóe miệng nhếch lên nụ cười khiến người ta phải rùng mình. Cô ta ghé sát vào tai đàm trì hương, thì thầm điều gì đó. Ánh mắt đàm trì hương sáng lên. Được, vẫn là cô giỏi nhất, khả nhi, khóe miệng tiền khả nhi nở nụ cười đầy vẻ đắc ý cô ở đây ngoan ngoãn chờ tôi về tôi hứa nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây nói rồi cô ta còn hôn nhẹ lên trán đàm trì hương tiền khả nhi rời khỏi ký túc xá tiện tay đóng cửa phòng lại sau đó nghe thấy tiếng động xây tường vang lên từ phía cuối hành lang liền lặng lẽ đi về hướng ngược lại không lâu sau khi cô ta rời đi cánh cửa phòng ký túc xá đối diện bỗng mở ra văn tuyết xuất hiện ở cửa trên mặt vẫn còn vương nụ cười nham hiểm. Cô ta chậm rãi đi tới cửa phòng 103, chỉnh trang lại quần áo, sau đó mới giơ tay gõ cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Bên trong phòng im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ, "Khả Nhi, là cô sao?" Văn Tuyết đáp, "Là tôi." Cạch, cánh cửa hé mở, lộ ra nửa khuôn mặt của Đàm Trì Hương. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường có thể thấy những lời nói độc địa trước đó của văn tuyết đã gây ra tổn thương không nhỏ cho cô ta cô đến đây làm gì có chuyện gì thì nói mau không có chuyện gì thì tôi chưa để đàm trì hương nói hết câu văn tuyết đã ngắt lời tôi không rảnh cãi nhau với cô thấy cô đáng thương nên mới tốt bụng đến kéo cô một phen tránh đến lúc bị bán còn giúp người ta đếm tiền đàm trì hương nhíu mày ý cô là sao văn tuyết khoanh tay trước ngực liếc nhìn ra phía hành lang Thời gian của tôi không nhiều, vào trong nói. Lát nữa mà không quay lại, có khi sẽ bị hai người kia nghi ngờ. Đàm Trì Hương do dự một chút rồi đồng ý, một mặt cô ta cũng tò mò về những gì Văn Tuyết muốn nói, mặt khác, sau chuyện tối qua, cô ta không khỏi có chút sợ hãi khi ở một mình, luôn cảm thấy trong phòng có gì đó không sạch sẽ. Bây giờ có thêm Văn Tuyết, ít nhiều cũng bớt âm u hơn. Văn Tuyết bước vào phòng, đóng cửa lại muốn nói gì thì nói mau. Đàm Trì Hương nóng nảy nói. Văn Tuyết nhướng mày, nhìn chầm chầm Đàm Trì Hương, chúng ta hợp tác, cho tiền khả nhi, một vố. Đàm Trì Hương nghe vậy, sững sờ tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô ta mới lạnh lùng lên tiếng, Văn Tuyết, cô có biết mình đang nói gì không, thấy ngữ khí của cô ta thay đổi, khóe miệng Văn Tuyết nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn tôi hiện tại có giống kẻ ngốc không, nhưng trong mắt tôi, cô mới chính là kẻ ngốc đàm trì hương chẳng lẽ cô thật sự tin rằng tiền khả nhi sẽ đưa cô ra khỏi huyết môn này sao đàm trì hương cười lạnh tôi tin tưởng khả nhi kế ly dáng ngu ngốc tình cảm giữa tôi và khả nhi làm sao cô có thể chưa kịp dứt lời văn tuyết đã ngắt lời đúng là yêu đương mù quáng nếu cô ta thực sự tin tưởng cô vô điều kiện tại sao mỗi lần trao đổi manh mối với tôi cô ta đều không cho cô nghe đàm trì hương trừng mắt đó là vì cô ấy muốn bảo vệ tôi không muốn tôi bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa hai người văn tuyết bật cười bây giờ cô trông thật ngu ngốc thôi được rồi tôi hỏi lại cô tại sao khi lên lầu tìm ngọn nến cô ta lại không dẫn cô theo đàm trì hương buông tay chuyện này còn phải nói sao bây giờ tôi như thế này cô ấy nhất định là lo lắng cho sự an toàn của tôi nên mới không dẫn tôi theo văn tuyết là lo lắng cho sự an toàn của cô hay là lo lắng cô nhìn thấy những gì không nên thấy tôi chưa để đàm trì hương nói hết câu văn tuyết đột ngột giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt cô ta đàm trì hương hét lên kinh hãi cô làm gì vậy văn tuyết cười lạnh khuôn mặt của cô chỉ bị thương thôi mắt mũi vẫn ổn tay chân cũng vậy quỷ khí vẫn còn sử dụng được điều này có ảnh hưởng đến việc di chuyển sao hoàn toàn không ảnh hưởng rõ ràng là đi thêm một người sẽ an toàn hơn vậy mà cô ta lại nhất quyết muốn tự mình đi tại sao rốt cuộc là lo lắng cho sự an toàn của cô hay là lo lắng cô sẽ phát hiện ra ngọn nến được giấu ở đâu cả văn tuyết và tiền khả nhi đều có chung một suy đoán đó là ngọn nến vẫn chưa xuất hiện rất có thể đang bị khóa trong văn phòng của quản lý nghiêm đối mặt với những câu hỏi dồn dập của văn tuyết đầu óc đàm trì hương bắt đầu trở nên hỗn loạn tiền khả nhi cũng từng đưa cô ta vượt qua vài huyết môn nhưng độ khó của những cánh cửa đó không cao bằng lần này, cũng không nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, Tiền Khả Nhi luôn bảo vệ cô ta Chu Đáo, nên cô ta gần như chưa từng phải đối mặt trực tiếp với quỷ, chỉ nhìn thấy từ xa vài lần, tuy sợ hãi nhưng chưa đến mức ám ảnh tâm trí. Chuyện tối qua mới thực sự là cú sốc lớn đối với Đàm Trì Hương. Đó là lần đầu tiên cô ta tiếp cận với cái chết và lệ quỷ một cách gần gũi đến vậy. Nỗi sợ hãi đó thật khó diễn tả thành lời chắc chắn là khả nhi sợ tôi vụng về thêm phiền phức cho cô ấy thôi những gì cô nói chỉ là suy đoán của cô mà thôi bớt ở đây mà chia rẽ chúng tôi sắc mặt đàm trì hương vô cùng khó coi văn tuyết lắc đầu ra vẻ thương hại nếu cô ta thực sự lo lắng cho sự an toàn của cô cô ta đã không đưa cô vào huyết môn này đây là huyết môn thứ sáu lại còn có mảnh ghép độ khó không thua kém gì những huyết môn cấp bảy cô ta là người dựa vào thực lực của bản thân để đi đến ngày hôm nay sau lưng còn có một thế lực hùng mạnh chống lưng nói thật cho cô biết nếu không phải vì thế lực đó tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà tiết lộ hết manh mối cho cô ta đâu còn cô cô có gì cô chẳng có gì cả ngay cả tôi còn dám khẳng định quỷ khí trên người cô cũng là do tiền khả nhi đưa cho cô chưa từng nghi ngờ động cơ của cô ta sao trong đầu cô chẳng lẽ chỉ toàn là tình yêu màu hồng sao Hơi thở đàm trì hương trở nên dồn dập, đồng tử co rút, nhưng ngữ khí vẫn cố tỏ ra kiên định. Cô sai rồi, nếu Khả Nhi thực sự muốn hại tôi, cô ấy đã không đưa tôi vượt cửa, sẽ không cho tôi mượn quỷ khí quan trọng như vậy, sẽ không đợi đến bây giờ." Văn Tuyết tiến lên một bước, ngắt lời cô ta, ánh mắt sắc bén, chính là bởi vì muốn đợi đến bây giờ, cô ta muốn tự tay nuôi dưỡng một kẻ thế mạng, tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối trung thành, tuyệt đối phục tùng giúp cô ta vượt qua huyết môn thứ sáu, đồng thời lấy được quỷ khí của cánh cửa này. Nếu như không quen biết cô từ sớm, không sớm bồi. Dưỡng tình cảm, không vô điều kiện hy sinh vì cô như vậy, thì liệu cô có tin tưởng cô ta như bây giờ không? Môi đàm trì hương mất máy, nhưng không nói nên lời. Tôi, tôi, nhìn thấy phòng tuyến tâm lý của cô ta bắt đầu sụp đổ, văn tuyết không dừng lại, mà tiếp tục tấn công, có một cách để chứng minh tôi nói thật hay giả. Đàm trì hương ngước mắt nhìn cô ta, hơi thở đã trở nên gấp gáp, hỗn loạn, cách gì? Văn Tuyết nhìn chầm chầm vào mắt đàm trì hương, hỏi cô ta có nói với cô, khi nào sửa xong tường, phải đứng bên ngoài sửa không? Nghe vậy, đàm trì hương thở vào nhẹ nhõm, đắc ý nói, sao Khả Nhi lại không nói với tôi chứ? Đấy, tôi đã nói mà, cô ấy không phải loại người như cô nói. Văn Tuyết vớt lờ lời đàm trì hương, tiếp tục hỏi, vậy cô ta có nói với cô, khi sửa xong khe hở cuối cùng, muốn nhốt tất cả chúng ta vào trong bãi nhốt cừu không nghe đến đó đàm trì hương bỗng cảm thấy lạnh cả người hồi tưởng lại những lời tiền khả nhi thì thầm bên tai mình lúc nãy cô ta có cảm giác như bị người ta nhìn thấu tâm can mọi ngóc ngách đều bị phơi bày cảm giác này thật tệ hại hơn nữa làm sao cô ta có thể thừa nhận chuyện đó chứ không thể nào khả nhi hiền lành như vậy sao cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy chứ Đàm Trì Hương xua tay, ánh mắt lộ rõ vẻ chột dạ, chắc là cô tự mình nghĩ ra đấy chứ, do da mặt bị mài gần như nát bét, nên biểu cảm của Đàm Trì Hương không được rõ ràng cho lắm, nhưng ánh mắt chột dạ kia vẫn bị Văn Tuyết nhìn thấu. Cô đang nói dối, Văn Tuyết cười lạnh. Tuy nhiên, nếu cô ta đã nói với cô những điều này, thì chứng tỏ cô ta thực sự muốn gài bẫy cô, bắt cô làm vật hy sinh, đầu óc Đàm Trì Hương như muốn nổ tung. Cô, ý cô là sao? văn tuyết nheo mắt cô có biết trong huyết môn có một quy tắc ẩn dấu gọi là quy tắc một phần mười không đàm trì hương ấp úng biết biết chứ nhưng liên quan gì đến chuyện này trên mặt văn tuyết hiện lên nụ cười ghê rợn như con sói đói muốn ăn thịt người trong rừng rậm nếu chúng ta bị nhốt trong bãi nhốt cừu bên ngoài chỉ còn lại hai người các cô nhưng cô đừng quên trong huyết môn này còn có một nhân vật đáng sợ nhất chưa xuất hiện đàm trì hương vô thức hỏi ai văn tuyết quản lý nghiêm đàm trì hương giật bắn mình nếu không có gì bất ngờ xảy ra quản lý nghiêm sẽ xuất hiện sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và lúc đó hai người các cô sẽ phải đối mặt trực tiếp với người đó tôi phải nhắc nhở cô đừng nhìn đám quỷ trong tòa nhà này có vẻ đáng sợ bọn chúng đều phải nghe lời quản lý nghiêm như vậy để vượt qua cửa ải của quản lý nghiêm bước lên xe buýt an toàn cô đoán xem tiền khả nhi sẽ lợi dụng cô như thế nào giọng văn tuyết vừa dứt đàm trì hương bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát nhìn thấy đàm trì hương run rẩy văn tuyết tung ra đòn quyết định ngốc ạ à, trong tòa nhà này không còn ai nữa chỉ cần chúng ta vừa chết cô vật hy sinh duy nhất bị tiêu hao hết tiền khả nhi không những có thể vượt qua một cách hoàn hảo mà còn có thể thu hoạch được một món quỷ khí do huyết môn ban tặng suy nghĩ kỹ đi so với cô một kẻ vô dụng và một món quỷ khí cấp 6, cô ta sẽ chọn ai? Dưới sự dẫn dắt của Văn Tuyết, trong đầu đàm trì hương hiện lên một hình ảnh đáng sợ, cô ta. Tận mắt chứng kiến người phụ nữ mà mình tin tưởng nhất, đẩy mình ra trước mặt quản lý nghiêm, sau đó cười lạnh rời khỏi huyết môn, không, cô ta hét lên thảm thiết, ôm đầu, trung rẩy dữ dội. Văn Tuyết bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đàm trì hương, giọng nói đầy dụ dỗ, cô ta có cả vạn lý do để giết cô, nhưng chúng ta thì không chúng ta đông người không thể kích hoạt quy tắc một phần mười chúng ta hợp tác tìm cơ hội xử lý tiền khả nhi có lẽ còn bốn người sống sót khỏi huyết môn này nếu không e rằng cô ta sẽ giết chết tất cả chúng ta cơ thể đàm trì hương run lên bùng bùng cô ta cúi gằm mặt rất lâu mãi đến vài phút sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt vốn tràn đầy yêu thương giờ đây đã bị những tia máu đỏ ngầu che kín tôi tôi phải làm gì Văn Tuyết nhìn Đàm Trì Hương đang đắm chìm trong sự thất thần, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình, sau đó rời đi, để lại Đàm Trì Hương ngồi ngẩn người trong phòng. Trở lại nơi làm việc, thấy Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu vẫn đang bận rộn, Văn Tuyết cũng không chào hỏi gì, chỉ liếc nhìn bọn họ với ánh mắt khó dò. Văn Tuyết tùy tiện nhặt một viên gạch lên, ước lượng, rồi tự cười nói, hai người cũng phát hiện ra rồi à, chuyện tôi đi báo tin cho Tiền Khả Nhi và Đàm Trì Hương ấy ninh thu thủy châm một điếu thuốc hỏi bọn cô quen biết nhau bên ngoài à ánh mắt văn tuyết lóe lên tia lạnh lẽo không quen là vương kỳ tìm đến tôi bảo tôi giúp tiền khả nhi vượt qua cánh cửa này tôi không rõ về cô ta lắm chỉ biết cô ta cũng vào huyết môn cùng thời điểm với tôi bạch tiêu tiêu nheo mắt tại sao bây giờ cô lại nói cho chúng tôi biết chuyện này cô muốn làm gì văn tuyết hoàng hồn xin ninh thu thủy một điếu thuốc Tôi muốn chung sống bọn họ trong huyết môn này." Giọng nói của cô ta tràn đầy sát ý, thấy vậy, Bạch Tiêu Tiêu càng thêm khó hiểu. Chẳng phải Vương Kỳ bảo cô giúp họ sao? Làn khói thuốc lượn lờ, ánh mắt Văn Tuyết trở nên mơ màng. "Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhất là uy hiếp người thân của tôi. Bọn họ đáng chết. Vương Kỳ cũng đáng chết." Bạch Tiêu Tiêu đặt viên gạch xuống, phủi phủi tay. "Chúng tôi khó mà tin tưởng cô được." dù sao cô cũng có tiền án bất hảo hơn nữa tại sao cô không nói cho chúng tôi biết sớm hơn văn tuyết thản nhiên nói người thông minh chưa chắc đã giỏi diễn kịch nếu nói cho hai người biết sớm hơn tôi sợ hai người diễn không đạt cô ta đâu dễ đối phó như vậy nói rồi cô ta kể lại những gì mình đã làm với đàm trì hương khiến bạch tiêu tiêu không khỏi nghi ngờ đàm trì hương là kẻ mù quáng vì tình yêu nếu kích động cô ta lỡ như cô ta kể hết mọi chuyện cho tiền khả nhi thì sao Văn Tuyết cười khẩy. Hai người nghĩ tôi ngu ngốc đến vậy sao? Ninh Thu Thủy chậm rãi gãy tàn thuốc, thâm ý nói, vậy nên, mục đích thực sự của việc cô kích động Đàm Trì Hương là vì muốn câu tiền Khả Nhi, Văn Tuyết búng tay. Bingo, hai người cũng biết, Đàm Trì Hương và Tiền Khả Nhi đều là kẻ mù quáng vì tình yêu, hiện tại lại đang trong giai đoạn cuồng nhiệt nhất, làm sao có thể dễ dàng chia rẽ bọn họ như vậy? Sau chuyện tối qua, đầu óc Đàm Trì Hương đang rối bời. Lúc này có thể sẽ bị tôi thuyết phục, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại, gặp lại Tiền Khả Nhi, cô ta sẽ lập tức nhận ra tôi đang lừa gạt. Cô ta sẽ mang theo đầy oán hận, kể hết mọi chuyện cho Tiền Khả Nhi và các người nghĩ Tiền Khả Nhi sẽ làm gì?" Ninh Thu Thủy tiếp lời, "Cô ta sẽ rất tức giận. Những kẻ mù quáng vì tình yêu, ghét nhất là bị người khác phá hoại tình cảm." Tiền Khả Nhi liều mạng tìm kiếm đường sống ở bên ngoài, trở về lại phát hiện tổ ấm suýt chút nữa bị người ta cướp mất cơn giận đó khó mà kìm nén nổi một khi đã mất lý trí con người ta sẽ làm ra những chuyện điên rồ khóe miệng văn tuyết hiện lên nụ cười lạnh lẽo không sai trong trường hợp đó bọn họ sẽ chỉ nghĩ cách trả thù tôi mà cách đơn giản nhất chính là gậy ông đập lưng ông tôi đã dạy đàm trì hương cách đối phó với người yêu của mình bọn họ cũng sẽ dùng cách đó để đối phó với tôi bằng cách này cho dù là kết quả hay là cảm xúc, bọn họ đều có thể nhận được sự thỏa mãn tột độ, cho rằng mình mới là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là cái hố mà tôi đào sẵn cho bọn họ nhảy vào mà thôi. Chỉ cần bọn họ mắc bẫy, tôi sẽ lập tức chôn sống bọn họ. Nghe xong kế hoạch của Văn Tuyết, sau gáy bạch tiêu tiêu túa ra mồ hôi lạnh. Cô nhận ra người phụ nữ này quả thực rất giỏi trong việc khích bắt ly gián. Lúc trước ở cánh cửa thứ bảy, nếu không phải lương ngôn tỉnh táo, Ninh Thu Thủy lại có trực giác nhạy bén, kịp thời phát hiện ra kế hoạch của cô ta, e rằng bọn họ đã bị văn tuyết âm thầm xử lý rồi, giết họ, ra ngoài vương kỳ sẽ tha cho cô sao, bạch tiêu tiêu trầm giọng hỏi. Văn tuyết bể cổ, khinh thường nói, tôi đương nhiên có cách, chẳng lẽ tôi ngu ngốc đến mức để hắn ta bắt được sao, không cho hắn ta biết chính là đang nể mặt hắn ta, còn tưởng tôi bất tài thật. Nói đến đây, văn tuyết nhìn ninh thu thủy, ánh mắt mang theo ý cười kỳ quái anh cũng vậy mà thoải mái nói cho tôi biết những thông tin kia chẳng phải là muốn tôi truyền đạt lại cho tiền khả nhi để cô ta làm bi đỡ đạn cho hai người sao ninh thu thủy không phủ nhận văn tuyết là một người phụ nữ rất đáng sợ trên nhiều phương diện chiêu gậy ông đập lưng ông này khiến người ta khó lòng phòng bị nhưng nếu dùng một từ ngữ khác để hình dung cô ta đó chính là xuất sắc hai người nhìn nhau một lúc ninh thu thủy cười nói vậy thì hành động thôi vượt qua đêm nay trò chơi này sẽ kết thúc nếu thuận lợi có lẽ tôi có thể giúp cô giải quyết chuyện của vương kỳ văn tuyết hờ hững nói thế nào sợ tôi nói không giữ lời vẽ bánh vẽ đường cho hai người à ninh thu thủy tiếp tục làm việc không ngẩng đầu lên tôi và hắn ta có chút ân quán cá nhân văn tuyết có chút kinh ngạc nhìn hắn nhưng không hỏi thêm nữa ba người lại tiếp tục làm việc đây là khe nứt thứ tư tính từ ngày đầu tiên. Dự kiến đến tối nay, bọn họ có thể sửa xong thêm hai khe nứt nữa. Cùng lúc đó, tiền khả nhi cũng đã đến tầng 12, tầng 12 của tòa nhà tràn ngập mùi hôi thối của sự mục rửa, không hề giống nơi làm việc của thợ mộc, mà giống một bãi rác hải sản bị bỏ hoang. Mùi hôi thối của xác chết nồng nặc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Tiền khả nhi, người thường xuyên ra vào huyết môn, đã trải qua nhiều sóng gió, từng tiếp xúc với đủ loại quỷ quái ở cự ly gần, nên ngay khi ngửi thấy mùi này, cô ta lập tức nâng mức cảnh giác lên cao nhất, theo lời văn tuyết, đây không phải là tầng nơi thợ một chế tác quan tài gỗ liêm sao, hơn nữa, quản lý nghiêm cũng đã nói với bọn họ vào ngày đầu tiên. Cho dù cặp đôi mất tích vào ngày đầu tiên là do bị quỷ trong quan tài gỗ liêm bắt và giết chết, thì họ cũng không thể thối rửa nhanh như vậy, rốt cuộc mùi hôi thối này là từ đâu ra, tiền khả nhi suy nghĩ nhanh chóng, một tay cầm tấm khăn vang đỏ, một tay cẩn thận dò xét tầng 12. Trên mặt đất, thỉnh thoảng lại xuất hiện những vũng chất nhầy màu đen, trông vô cùng ghê tởm. Những chất nhầy này dường như có tính ăn mòn, khiến tường, sàn nhà, cửa sổ đều bị ăn mòn đến mức bong tróc, cũ nát. Tiền Khả Nhi cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng tránh xa những chất nhầy này. Mùi hôi thối nồng nặc nhất là từ phía tây, chẳng lẽ quan tài gỗ lim ở đó sao? Trước tiên đừng vội đến đó tìm khung cửa gần đây trước đã. Không hiểu sao, tầng 12 rõ ràng có ánh sáng tốt, nhưng tiền khả nhi lại cảm thấy tầng này âm u hơn hẳn so với những tầng bên dưới. Cô ta đi đến khu vực có mùi hôi thối loãng nhất, cuối hành lang phía đông, bắt đầu sờ soạn trên khung cửa từng căn phòng. Một cánh cửa, hai cánh cửa, sau khi sờ soạn khung cửa của tám cánh cửa, tiền khả nhi vẫn không tìm thấy chìa khóa. Lúc này, cô ta đã đi đến giữa hành lang, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi tiền khả nhi nhìn về phía tây do dự có nên tiếp tục đi hay không dù là ban ngày cô ta cũng không cảm thấy mình an toàn phía tây là nơi phát ra mùi hôi thối nồng nặc nhất cho dù ở đó có thứ gì tiền khả nhi cũng không muốn mạo hiểm kẹt 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 đúng lúc tiền khả nhi đang do dự một âm thanh kỳ lạ phát ra từ một căn phòng ở cuối hành lang phía tây như có ai đó đang cố gắng cậy tấm ván gỗ âm thanh đó khiến da đầu người ta tê dại chỉ nghe tiếng động thôi tiền khả nhi đã cảm thấy toàn thân tê liệt cơ bắp của cô ta lập tức căng cứng nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh có thứ gì đó ở đó quỷ sao tại sao nó lại cậy tấm ván gỗ chẳng lẽ nó bị nhốt trong quan tài gỗ liêm trong nháy mắt trong đầu tiên khả nhi lóe lên vô số suy đoán cô ta có thể lựa chọn rút lui ngay lúc này nhưng với kinh nghiệm thường xuyên ra vào huyết môn tiền khả nhi hiểu rõ trong thế giới huyết môn nguy hiểm và cơ hội luôn song hành cô ta đã sờ soạn một nửa số khung cửa sắp tìm thấy chìa khóa mở cửa văn phòng của quản lý nghiêm rồi bỏ cuộc lúc này tuy không mất gì nhưng cũng chẳng được gì muốn thực hiện kế hoạch tiếp theo sẽ là điều không thể nghĩ đến khuôn mặt của đàm trì hương tiền khả nhi cắn răng tiếp tục sờ soạn khung cửa ở phía trước chất nhầy trên mặt đất càng lúc càng nhiều mùi hôi thối nồng nặc trong không khí khiến người ta buồn nôn Tiền Khả Nhi nghi ngờ những chất nhầy này chính là nước từ xác chết, nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm và sợ hãi, tiếp tục sờ soạn khung cửa. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, Tiền Khả Nhi đã sờ thấy chìa khóa trên khung cửa của căn phòng thứ ba tính từ cuối hành lang, mà văn phòng của quản lý nghiêm nằm ở phía đông. Cầm được chìa khóa, tim Tiền Khả Nhi đập nhanh hơn. Cô ta vừa vui mừng, vừa hồi hộp, nhưng khi vừa quay người định đi, cô ta bỗng dừng bước, nụ cười trên mặt Tiền Khả Nhi cứng đờ, cô ta bỗng phát hiện ra một điều bất thường đó là tiếng ma sát phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang phía tây đã biến mất tiếng động đó biến mất từ lúc nào tiền khả nhi cố gắng lục lọi trong đầu nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra lúc nãy mọi sự chú ý của cô ta đều tập trung vào việc tìm kiếm chìa khóa nên không hề nhận ra tiếng cậy ván gỗ biến mất từ lúc nào tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng trong hoàn cảnh hiện tại chi tiết đó đủ khiến tiền khả nhi lạnh toát sống lưng Cô ta nắm chặt tấm khăn vang đỏ trong tay, đến mức móng tay cắm vào da thịt, hằng lên những vết máu. Tiền Khả Nhi không dám quay đầu lại, cũng không dám kiểm tra căn phòng ở phía tây nữa. Cô ta quay người đi về phía đông, toàn thân căng cứng. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, tiên tiền Khả Nhi lại đập nhanh hơn. Cô ta là một người phụ nữ rất tỉ mỉ và có trí nhớ tốt. Chính vì vậy, cô ta nhớ rõ vị trí phân bố của chất nhầy trên mặt đất khi đi tới nhưng bây giờ trên đường quay lại cô ta lại phát hiện chất nhầy đã nhiều hơn hơn nữa trong những chất nhầy màu đen này dường như còn lẫn máu cảm giác tê dại lan từ da đầu đến khắp khuôn mặt tiền khả nhi rõ ràng cô ta không hề nghe thấy động tĩnh gì từ hành lang phía đông vậy tại sao chất nhầy lại đột nhiên nhiều hơn chẳng lẽ lúc cô ta lấy chìa khóa có thứ gì đó đã đi qua hành lang phía đông trong tình huống căng thẳng như vậy trong đầu cô ta không ngừng hiện lên những hình ảnh đáng sợ dù có tâm lý vững vàng đến đâu lúc này tiền khả nhi cũng không khỏi cảm thấy hồi hộp đôi mắt tiền khả nhi liên tục liếc nhìn những căn phòng hai bên hành lang cô ta cẩn thận di chuyển về phía đông tránh né những vũng chất nhầy màu đen xung quanh tuy nhiên khi đi được chưa đầy một phần ba quãng đường tiếng cọ sát phía sau lại vang lên kẹt 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 lần này tiếng cọ sát khiến toàn thân tiền khả nhi nổi da gà bởi vì tiếng động đó không phải phát ra từ trong phòng mà là từ hành lang phía sau cô ta thứ đó đã ra ngoài sau tiền khả nhi lạnh toát cả người kẹt 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 tiếng cọ sát khủng khiếp càng lúc càng nhanh càng lúc càng gần như có người vừa tiến lại gần vừa cào cấu điên cuồng vào tấm ván gỗ hơn nữa tốc độ rất nhanh tiền khả nhi hồn bay phách lạc lúc này cô ta không dám quay đầu lại chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước khi đến khu vực hành lang phía đông tiếng cọ sát phía sau đã cách cô ta chưa đầy một mét tiền khả nhi biết mình không thể chần chừ thêm nữa nếu còn đợi cô ta sẽ không còn cơ hội ra tay trong nháy mắt, tiền khả nhi đột một trùng tấm khăn vang đỏ lên đầu, cũng chính lúc này, một bàn tay khô héo như cành củi từ phía sau đặt lên vai tiền khả nhi. Thêm một, khách hàng nhất định sẽ hài lòng, nhất định vù tấm khăn vang đỏ trên đầu tiên khả nhi đột nhiên bay phấp phới, và khuôn mặt ẩn sau lớp khăn vang không còn là khuôn mặt của tiền khả nhi nữa, mà là nửa khuôn mặt trắng bệch được tô son đỏ chót của một người phụ nữ xa lạ. Phu quân, chàng đã tìm thấy phu quân của thiếp chưa, giọng nói the thế, u ám của người phụ nữ vang vọng trong hành lang. Ngay sau đó, bàn tay đầy máu đặt trên vai tiền khả nhi đột ngột trục lại, như bị điện giật. Tiếng cọ sát sắc nhọn của móng vuốt trên ván gỗ nhanh chóng xa dần, cuối cùng biến mất trong căn phòng ở cuối hành lang phía tây, khi tiếng động hoàn toàn biến mất, tiền khả nhi mới gỡ tấm khăn vang đỏ xuống khỏi đầu. Cô ta quỳ sụp xuống đất, thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Khác với những quỷ khí thông thường, quỷ khí trong tay cô ta mạnh hơn rất nhiều, mạnh đến mức người sử dụng phải trả giá, tuy nhiên, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, khuôn mặt tái nhợt của tiền khả nhi lại nở nụ cười. Tất cả đều xứng đáng, tiền khả nhi nghỉ ngơi tại chỗ hồi lâu mới hồi phục lại, cô ta khó khăn đứng dậy, lê từng bước về phía hành lang khu vực phía đông, lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa văn phòng của quản lý nghiêm. Cạch khi chìa khóa từ từ xoay, cánh cửa mở ra ánh đèn trắng chiếu vào khuôn mặt tiền khả nhi cô ta đảo mắt nhìn xung quanh văn phòng trống trải do dự một lúc rồi đóng cửa lại nhưng không dám khóa trái phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra trong văn phòng cô ta sẽ trở thành cá trong chậu khác với bên ngoài văn phòng của quản lý nghiêm rất sạch sẽ không có những vũng chất nhầy màu đen kinh tởm ngay cả mùi hôi thối cũng giảm đi rất nhiều sự sạch sẽ khác thường này khiến tiền khả nhi phần nào bớt căng thẳng Cô ta dựa lưng vào cánh cửa, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách có thể giấu đồ trong phòng, tay nắm chặt tấm thăng vang đỏ. Hiện tại, cơ thể cô ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu cố gắng sử dụng quỹ khí lần thứ hai trong thời gian ngắn, e rằng cô ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Thận trọng đi một vòng quanh phòng, tiền khả nhi cơ bản xác định căn phòng an toàn, sau đó mới tập trung sự chú ý vào bàn làm việc của quản lý nghiêm. Bàn làm việc được dọn dẹp khá gọn gàng, chỉ còn lại một bản báo cáo. Tiền Khả Nhi cầm bản báo cáo lên, xem xét kỹ lưỡng. Những gì được ghi lại trên đó rất kỳ lạ. Trên bản báo cáo ghi bốn cái tên: Thành Bang, 80%, Thư Thiến, 80%, Bách Đình, bị gạch bỏ, Tề Tăng, được đánh dấu, nhìn chằm chằm vào bốn cái tên này, Tiền Khả Nhi cảm thấy khó hiểu. Trên bản báo cáo không có bất kỳ ghi chú nào khác. Tiền Khả Nhi không muốn lãng phí thời gian, liền mở máy tính sách tay của quản lý nghiêm. Ngay sau khi máy tính khởi động, cánh cửa phía sau cô ta đột nhiên bị mở ra. Tiền Khả Nhi quay phát lại, vô cùng căng thẳng, tuy nhiên, khi nhìn thấy người xuất hiện phía sau, vẻ mặt hoảng sợ và lo lắng của cô ta dần trở nên lạnh lùng. Là các người, lúc này, người mở cửa không ai khác chính là Ninh Thu Thủy. Trùng hợp quá, cô cũng ở đây à, Ninh Thu Thủy cười chào hỏi Tiền Khả Nhi tôi thấy công việc sắp xong rồi, nên lên tầng 12 xem thử tình hình. Tiền Khả Nhi nhìn nụ cười trên mặt Ninh Thu Thủy, đầu óc đờ đẫn trong giây lát, nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra, mình đã, đạp máy khâu hộ người khác, rồi, hừ, xem ra tôi đã đánh giá thấp các người rồi, Tiền Khả Nhi hất cầm lên, lạnh lùng nói. Ninh Thu Thủy, vô tình, xuất hiện ngay lúc cô ta mở cửa văn phòng của quản lý nghiêm, bảo là không có chuẩn bị trước, Tiền Khả Nhi không tin. Văn Tuyết đúng là ngu ngốc, ngay cả việc đơn giản như vậy cũng làm không xong. Ninh Thu Thủy nhún vai, quay người đóng cửa lại, nói, sao không nói là chúng tôi thông minh hơn, tiền khả nhi khịt mũi cười khinh. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ tự cho mình là thông minh, kiêu ngạo và tự phụ, nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho sự tự phụ của mình. Ninh Thu Thủy lấy một điếu thuốc ra châm lửa, không đáp trả lời tiền khả nhi, mà đi thẳng vào vấn đề, cho tôi xem bản báo cáo đó tiền khả nhi không đồng ý ngay suy nghĩ nhanh chóng rất tôi có thể cho anh xem nhưng tôi có một yêu cầu ninh thu thủy nói đi tiền khả nhi tôi muốn chia sẻ manh mối ninh thu thủy nheo mắt những thông tin đó là chúng tôi đánh đổi bằng mạng sống mới có được mấy ngày nay các người chẳng làm gì cả còn lợi dụng văn tuyết để moi thông tin từ chúng tôi tôi chưa tính sổ với các người cô còn mặt mũi nào đòi chia sẻ manh mối tiền khả nhi cười lạnh trong thế giới huyết môn, vốn dĩ là dựa vào bản lĩnh, chẳng phải anh cũng đang tính kế chúng tôi sao, lúc này còn giả vờ ngây thơ, nếu đứng ở vị trí của tôi, chưa biết chừng anh còn làm ra những chuyện vô liêm sỉ hơn. Ninh Thu Thủy nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén bỗng dịu lại, cười nói, muốn tôi chia sẻ manh mối, cô không sợ tôi nói dối sao, tiền khả nhi thản nhiên nói, quỷ khí của tôi có một, chức năng nhỏ, nó ghét nhất là đàn ông nói dối. Nói rồi, cô ta giơ tấm khăn vang đỏ trong tay lên anh có thể không nói nhưng tốt nhất đừng nói dối nếu không nếu nó có phản ứng thì chẳng ai được lợi cả anh cũng biết mỗi quỷ khách chỉ được sử dụng quỷ khí ba lần trong huyết môn cấp trung ninh thu thủy không thể phán đoán lời tiền khả nhi nói là thật hay giả nhưng hắn cũng không định nói dối hắn có toan tính khác hắn chia sẻ với tiền khả nhi một số manh mối phần lớn là những gì văn tuyết đã tiết lộ cho cô ta tất nhiên để thể hiện thành ý ninh thu thủy cũng phải thêm thắt một chút thông tin riêng của mình sau khi nhận được những manh mối này tuy không cam tâm nhưng tiền khả nhi vẫn ném bản báo cáo cho ninh thu thủy trên mặt cô ta nở nụ cười chiến thắng cô ta đã xem qua bản báo cáo đó trên đó chẳng có manh mối gì quan trọng cả dùng một bản báo cáo vô dụng để đổi lấy những manh mối quý giá từ miệng ninh thu thủy rõ ràng cô ta là người có lợi ninh thu thủy nhận lấy bản báo cáo liếc nhìn một cái rồi cất đi sau đó đứng cạnh tiền khả nhi nhìn vào màn hình máy tính trên màn hình có một bản hợp đồng chỉ có một bản hợp đồng khi nhìn thấy bản hợp đồng tay tiền khả ta liếc nhìn ninh thu thủy ánh mắt lóe lên sát ý ghi chú trên tệp hợp đồng rất đơn giản tái tạo thư do những trải nghiệm trước đó ngay khi nhìn thấy chữ thư ninh thu thủy lập tức nâng mức cảnh giác lên cao nhất lá thư này có phải là loại thư mà hắn đã nhận được trước đó không, tái tạo là có ý gì, là tạo ra một thư mới sao, trong đầu ninh thu thủy lóe lên vô số suy nghĩ. Câu chuyện của cánh huyết môn này rõ ràng xoay quanh mối quan hệ giữa sói, cừu và bãi nhốt cừu, tại sao lại liên quan đến lá thư, từ lâu, ninh thu thủy đã biết về việc, tinh chế, thư. Nói một cách đơn giản, một số tổ chức trong huyết môn, thông qua một số phương pháp cực kỳ tàn ác, có thể tạo ra một số thư đặc biệt biến thư ban đầu thuộc về A thành thư mà bất kỳ ai cũng có thể xem được sau khi tinh chế. Khi nhìn thấy tài liệu này, Ninh Thu Thủy vô thức nhớ lại ba đoạn ghi âm mà hắn đã ghi lại trong máy tính ở tầng 3 trước đó. Khách hàng được ghi lại trong ba đoạn ghi âm là một sự tồn tại rất bí ẩn và bệnh hoạn, và từ cuộc trò chuyện giữa nghiêm quản lý và ba người còn lại, không khó để suy đoán rằng, khách hàng, đứng sau không chỉ có một tuy nhiên khi ninh thu thủy mở tập tin trên máy tính để bàn hắn phát hiện ra rằng từ đầu đến cuối chỉ có một người gọi là khách hàng hắn ta đã cấu kết với nghiên quản lý tạo ra ảo giác về bốn khách hàng liên tục sử dụng thuốc thôi miên và ám thị tâm lý để tẩy não bốn nhân viên bị nhốt trong công ty và từ những ghi chép ẩn trong tập tin không khó để nhận ra rằng bốn nhân viên này căn bản không phải là người bình thường họ là những bệnh nhân tâm thần phân liệt bẩm sinh ngay từ đầu thân phận của họ đã là giả trong tập tin ghi lại rất nhiều điều khoản chi chít toàn là những tra tấn tinh thần và những tổn thương tâm lý ninh thu thủy nhìn mà mí mắt giật giật ở bên ngoài hắn cũng đã học được rất nhiều cách tra tấn kẻ thù từ sư phụ và quân đội nhưng những phương pháp này đều nhắm vào thể xác con người thông qua kích thích đau đớn về thể xác để tác động đến tinh thần nhưng những gì được ghi lại trong tập tin trên máy tính của nghiêm quản lý lại khiến ninh thu thủy có một nhận thức mới về sự tra tấn theo lời của bọn họ chính là muốn tinh thần của bốn bệnh nhân này hoàn toàn biến chất mọc ra khối u một khi tinh thần của họ xuất hiện khối u không bao lâu sẽ hoàn toàn biến chất thối rữa tinh thần của con người rất mạnh mẽ bền bỉ hơn cả thể xác ngay cả những bệnh nhân tâm thần bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng trên thực tế chỉ là xuất hiện một phần vấn đề về tinh thần muốn hủy hoại hoàn toàn tinh thần của một người là điều không dễ dàng tập tin trong máy tính của nghiêm quản lý không ghi lại quá nhiều cách để tinh thần mọc ra khối u có vẻ như bọn họ đã quen thuộc với bộ kỹ thuật này chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến một số phương pháp khiến ninh thu thủy cảm thấy ấn lạnh sống lưng sau khi tinh thần của bốn người này bị hủy hoại hoàn toàn họ sẽ trở thành một tờ giấy trắng bị đưa trở lại một bệnh viện tâm thần nào đó đến đây ninh thu thủy mơ hồ nắm bắt được điều gì đó trước đây râu quai nón có nói thế giới mà chúng ta đang sống rất có thể là giả là một thế giới tinh thần do huyết môn tưởng tượng ra nếu đúng như vậy ninh thu thủy khẽ nuốt nước bọt hắn cảm thấy dường như có thể khớp nhưng lại dường như không khớp đúng lúc hắn đang suy nghĩ tiền khả nhi như ý thức được điều gì cô lập tức lục tung mọi ngóc ngách xung quanh không lâu sau cô tìm thấy một tập tài liệu được kẹp trong một ngăn kéo bàn làm việc tiền khả nhi lập tức mở khóa tìm thấy bên trong vài tờ giấy đặc biệt sau đó cuộn những tờ giấy này lại nhét vào lòng ninh thu thủy liếc nhìn cô cô lấy gì vậy tiền khả nhi từ từ lùi về phía cửa ra vào không liên quan đến anh cô cười lạnh ánh mắt ninh thu thủy rơi vào ngực cô để tôi xem tiền khả nhi nói đây là do tôi tìm được tại sao tôi phải đưa cho anh xem anh muốn thì tự mình đi mà tìm nói xong cô đột nhiên mở cửa chạy xuống lầu ninh thu thủy đuổi theo cô ra khỏi cửa ở cuối hành lang phía bên kia một lần nữa lại vang lên tiếng ma sát khủng khiếp âm thanh này gần như giống hệt với tiếng ma sát mà ninh thu thủy đã nghe thấy ở hành lang chữ thập tầng một lúc trước két két âm thanh ngày càng nhanh kèm theo âm thanh khủng khiếp đó ninh thu thủy nhìn thấy một vùng bóng đen lớn bao phủ từ phía tây hành lang hắn không tiếp tục nán lại trong căn phòng này nữa mà đuổi theo tiền khả nhi chạy xuống dưới thực ra tốc độ của tiền khả nhi không tính là nhanh trải qua chuyện vừa rồi thân thể cô đã tương đối suy yếu ninh thu thủy đương nhiên không thể thả lỏng bước chân đối phương là một người phụ nữ rất cẩn thận nếu hắn cố ý thả lỏng ngược lại sẽ dễ dàng khiến đối phương cảnh giác đã diễn thì phải diễn cho trót ninh thu thủy điên cuồng đuổi theo tiền khả nhi miệng còn hét lớn đừng chạy để đồ xuống tiền khả nhi thở hổn hển nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau ngày càng gần trong lòng cô cũng sốt ruột sau lưng là huyết môn ninh thu thủy đương nhiên không dám trực tiếp giết cô nhưng chỉ cần cướp đi một số thứ trên người cô là được với sức lực hiện tại của cô căn bản không có cách nào phản kháng nhìn thấy ninh thu thủy đã đến khoảng cách chỉ còn hai ba bước chân tiền khả nhi cắn chặt môi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến nhưng cô không ngờ ninh thu thủy đột nhiên giẫm hụt một chân Trực tiếp lăn xuống cầu thang, rầm rầm rầm, Ninh Thu Thủy trực tiếp lăn từ tầng 3 xuống tầng 2, sau đó cả người nằm im trên mặt đất, không nhúc nhích, giống như đã ngất đi. Tiền Khả Nhi cảnh giác đi ngang qua hắn, còn dùng chân đá đá Ninh Thu Thủy, thấy hắn thực sự đã ngất đi, Tiền Khả Nhi khinh thường cười một tiếng, xoay người chạy về phía tầng 1, chờ đến khi tiếng bước chân của cô hoàn toàn biến mất, Ninh Thu Thủy mới chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, phủi phủi bụi trên người. Sau đó hắn đi về phía bên kia hành lang đi xuống lầu từ một cầu thang khác còn tiền khả nhi đã thoát khỏi sự truy đuổi của ninh thu thủy lập tức chạy về ký túc xá của mình sau đó khóa chặt cửa lại thấy cô như vậy đàm trì hương đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng cũng là sững sờ khả nhi cuối cùng cô cũng đã về sao thế sao lại gấp như vậy chẳng lẽ ở trên đó đụng phải thứ đó rồi sao tiền khả nhi vừa thở hổn hển vừa lấy từ trong lòng ra mấy tờ giấy đưa cho đàm trì hương trên mặt lộ ra nụ cười tôi tìm được đến rồi sau khi trở về ký túc xá tiền khả nhi hào hứng nói với đàm trì hương rằng cô đã lấy được đến đàm trì hương nhìn thấy tiền khả nhi trở về an toàn cũng vui mừng không xiết ôm chặt tiền khả nhi vào lòng cô về là tốt rồi khả nhi tiền khả nhi bị đàm trì hương ôm đến mức không thở nổi cô vỗ vỗ lưng đàm trì hương cô ta mới giật mình tỉnh táo vội vàng buông tay ra suýt chút nữa bị cô siết chết tiền khả nhi thở hổn hển trên khuôn mặt hơi tái nhật vẫn nở nụ cười nhưng mà có thứ này rồi tối nay chúng ta có thể rời khỏi đây nói đến đây tiền khả nhi lại nhớ đến chuyện ninh thu thủy trước đó đã lợi dụng cô để mở cửa văn phòng của nghiêm quản lý ở tầng mười hai tức đến nghiến răng con quỷ đáng sợ ở tầng mười hai kia tuyệt đối không phải là loại tầm thường nếu như cô không mang theo một món quỷ khí đặc biệt mạnh mẽ thì lúc nãy ở tầng mười hai chắc chắn là giữ nhiều lành ít nhưng việc sử dụng món quỷ khí đó là phải trả giá, giống như chiếc đồng hồ cát của Điền Hưng, mỗi lần Tiền Khả Nhi sử dụng món quỷ khí đó đều phải trả giá bằng 10 năm tuổi thọ của mình. Hơn nữa, mỗi lần cô đội khăn vang đỏ lên, đều có 10% khả năng sẽ không bao giờ tháo xuống được nữa. Theo lời nói của Tiền Khả Nhi vừa dứt, sắc mặt Đàm Trì Hương đột nhiên trở nên kỳ lạ, hàm răng lộ ra ngoài cắn chặt môi dưới, vẻ mặt dữ tợn, nếu là người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô, sợ là sẽ coi cô cũng là quỷ quái. Sao thế, Trì Hương, tiền khả nhi nhận thấy sắc mặt đàm Trì Hương không đúng lắm, nụ cười vui vẻ trên mặt cũng dần biến mất, hỏi đàm Trì Hương. Cô ta có chút nghiến răng nghiến lợi. Khả nhi, tôi nói với cô một chuyện, cô đừng giận, tiền khả nhi gật đầu. Được. Đàm Trì Hương gần như lặp lại nguyên văn những lời mà Văn Tuyết đã nói với cô trước đó, nhưng vì ấy nấy với tiền khả nhi, cô không dám nói ra chuyện mình đã nghe theo lời Văn Tuyết, Kể kế hoạch của Tiền Khả Nhi cho Văn Tuyết, mà đổ hết lỗi cho Văn Tuyết, nói là Văn Tuyết đã uy hiếp cô để nói ra. Tiền Khả Nhi miệng thì nói không giận, nhưng trên thực tế sau khi nghe đến đây, cô lại cảm thấy trong lòng ngực như có lửa thiêu đốt, phổi sắp nổ tung vì tức giận, Văn Tuyết, sát khí trong mắt cô ta gần như sắp tràn ra ngoài. Vừa rồi cô liều mạng ở trên đó, vậy mà nhà lại bị trộm, tên khốn kiếp Văn Tuyết kia, dám tẩy não người yêu của cô để đàm trì hương đến đối phó với cô cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người tiền khả nhi đàm trì hương cũng bị dọa sợ cô đã từng tận mắt nhìn thấy tiền khả nhi giết chết những người chơi khác như thế nào những người dám thường xuyên qua lại huyết môn không có mấy ai tay không dính máu khả nhi cô đừng làm chuyện dại dột ở đây là huyết môn chúng ta không thể giết người ở trong này nghe thấy sự lo lắng của đàm trì hương vẻ giận dữ trên mặt tiền khả nhi dần biến mất thay vào đó là sự thương xót sự thẳng thắn của đàm trì hương khiến tiền khả nhi càng thêm thương xót cô cảm thấy mình được tin tưởng với những cặp đôi đang yêu nhau cảm giác này có thể khiến hầu hết mọi người lên đỉnh ngay tại chỗ tiền khả nhi đương nhiên cũng không ngoại lệ cô dịu dàng vuốt ve người yêu của mình ánh mắt pha trộn giữa lạnh lùng và yêu thương yên tâm trì hương tôi tự có cách kế hoạch mà văn tuyết đã nói với cô trước đó cô kể lại chi tiết cho tôi nghe một chút nghe vậy đàm trì hương âm thầm thở vào nhẹ nhõm biết rằng tâm tư nhỏ bé của mình đã không bị phát hiện thực ra vừa rồi cô rất căng thẳng tiền khả nhi luôn là người rất cẩn thận nhạy bén nhưng vừa rồi cô ấy lại không phát hiện ra lời nói dối của mình điều này khiến đàm trì hương không khỏi cảm thấy may mắn cô chấn chỉnh lại suy nghĩ nói trước đó chẳng phải cô đã nói với tôi kế hoạch đó sao chính là tối nay chúng ta nhân lúc trong tay có đến ra ngoài sửa sang lại phần còn lại của Bãi nhốt cừu, nhốt tất cả bọn họ và cả con quỷ vào trong. Bãi nhốt cừu, như vậy chúng ta sẽ có đủ thời gian để đợi xe buýt đến. Sau khi Văn Tuyết biết được kế hoạch này, liền quyết định sẽ lấy kế người trả kế người. Cô ta nói với mình, tối nay cô ta sẽ chừa một lỗ hổng ở vết nứt thứ hai khu vực phía đông cổng chính. Bãi nhốt cừu, cô ta sẽ xếp gạch lên, nhưng không rắc xi măng. Đến lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng đá một cái là chỗ đó sẽ mở ra. Sau đó tối nay bọn họ sẽ dụ con quỷ ở trong tòa nhà ra khỏi bãi nhốt cừu đợi đến thời điểm thích hợp cô ta sẽ bảo tôi tìm cơ hội tách khỏi cô đến chỗ nhà vệ sinh ở quảng trường nhỏ để tập hợp với bọn họ sau đó bọn họ sẽ đưa tôi vào trong bãi nhốt cừu rồi trắc xi măng vào vết nứt còn lại kia như vậy khả nhi cô chỉ cần trắc xi măng vào vết nứt cuối cùng trong bãi nhốt cừu là sẽ bị nhốt cùng con quỷ ở bên ngoài bãi nhốt cừu nghe đến đây Tiền Khả Nhi cười lạnh, nghe giống như là chuyện mà ả tiện nhân văn tuyết kia có thể làm ra đấy, nhưng mà, chắc chắn là cô ta đã nói dối cô rồi. Đàm Trì Hương sững người. Nói dối. Cô ta, nói dối ở đâu, Tiền Khả Nhi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu chung thủy của mình, nói bọn họ sẽ không đợi cô đâu, mà sẽ tự mình vào, bãi nhốt cừu, trước, như vậy hai chúng ta sẽ bị nhốt cùng con quỷ ở bên ngoài, bãi nhốt cừu. Lý do cô ta tìm cô hợp tác, thực chất chỉ là muốn moi móc kế hoạch của tôi từ miệng cô mà thôi. Nghe vậy, Đàm Trì Hương trừng lớn mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, "Hả?" "Thật sao?" Tiền Khả Nhi gật đầu. "Ừ, nhưng mà," khóe miệng cô nở nụ cười rợn người, "Người có thể lấy kế người trả kế người, đâu phải chỉ có mỗi bọn họ, tôi đã nói với tên ngốc Ninh Thu Thủy kia rồi, trên đời này những kẻ tự cho mình là thông minh, kết cục thường rất thê thảm." Đàm trì hương nghe vậy liền hỏi, vậy, Khả Nhi, tiếp theo chúng ta phải làm sao, tiền Khả Nhi nheo mắt, cười lạnh, chúng ta cũng sẽ lấy kế người trả kế người. Tối nay, chúng ta sẽ không ra ngoài, đợi bọn họ đi rồi, chúng ta sẽ đi tìm thứ gì đó để, biệt kính, bãi nhốt cừu lại. Đàm trì hương khựng lại, nghe thấy giọng điệu nhấn mạnh trong lời nói của tiền Khả Nhi, có chút khó hiểu hỏi, chờ chút, Khả Nhi, vừa rồi cô nói, chúng ta muốn, biệt kính, bãi nhốt cừu tiền khả nhi cười nói đương nhiên rồi tôi sẽ không ngu ngốc như bọn họ trong kế hoạch toàn là sơ hở trong nhiệm vụ đã nói rõ ràng công việc tu sửa chỉ có thể tiến hành vào ban ngày loại nhắc nhở này chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ một khi tu sửa bãi nhốt cừu vào ban đêm rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ lý do trước đây trong kế hoạch của tôi muốn sửa xong bãi nhốt cừu vào ban đêm một là vì lúc đó gần như tất cả đám quỷ đều bị nhốt trong bãi nhốt cừu, bên ngoài nhiều nhất chỉ có một mình nghiêm quản lý, mình có cách xử lý, hay là bên ngoài cũng chưa chắc đã an toàn, bãi nhốt cừu, vốn là để bảo vệ cừu, nếu tối nay chúng ta không làm xong việc, xe buýt mãi không đến, chúng ta sẽ phải ở bên ngoài cả đêm, đêm dài lắm mộng. Nhưng nếu chúng ta ở trong, bãi nhốt cừu, lại, không có chìa khóa rời khỏi, bãi nhốt cừu, tự nhiên sẽ không thể mạo hiểm đi vi phạm quy tắc, nếu không một khi xảy ra bất trắc, chúng ta ngay cả chỗ chạy trốn cũng không có dù sao chỉ cần chúng ta dùng thứ gì đó chặn khe hở đó lại là được hiệu quả cũng như nhau bọn họ muốn vào cũng không dễ dàng gì ngày mai chúng ta muốn rời đi cũng thuận tiện mắt đàm trì hương sáng lên khả nhi quả nhiên là cô suy nghĩ chu đáo nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha